Thủy Tiên Quang Linh Vlog háo hức sánh đôi cùng diện áo dài chúc Tết. Sự thật khiến fan ngã ngửa. Trên mạng TikTok lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên và Quang Linh háo hức diện áo dài cùng nhau đi chúc Tết. Trong ảnh, Thủy Tiên xinh đẹp trong tà áo dài, còn Quang Linh bảnh bao, hóa soái ca khi diện trang phục áo dài cách tân. Cả hai lộ rõ nét mặt hạnh phúc cười tươi khi đứng cạnh nhau. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của em bé lôi con với biểu cảm meme mang thương hiệu Tấu Hài. Nhưng sự thật phía sau khiến dân tình ngã ngửa. Những bức ảnh trên được các thuyền trưởng vì đều quá yêu thích Thủy Tiên nên đã ghép ảnh hai người vào chung một khung hình trong không khí đón chào năm mới. Tuy nhiên, người hâm mộ đang mong rằng những bức hình fake này sớm thành real, mong được thấy cặp đôi cùng sánh vai đi chúc Tết. Những tình huống khiến dân tình háo hức không thể không kể đến màn đẩy thuyền tiên linh nhiệt tình của cư dân mạng. Đây không phải lần đầu tiên dân tình được chiêm ngưỡng siêu phẩm từ các thánh Photoshop. Kể từ sau chuyến từ thiện tại Angola, Thủy Tiên Quang Linh là một trong những couple được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền. Thủy Tiên được khán giả yêu quý bởi tính cách hòa đồng thân thiện. Cô thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội và không ngại chia sẻ những tình huống cười bể bụng. Tuy nhiên, Thủy Tiên nhiều lần lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.